dù con tiếng dù cả cuộc đời, dù con đời dù con đi cất lên từ miền đời, biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hy vọng, rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hy vọng, dù con con mệt quá à. Bà mẹ miền Nam giống quỷ nhất. Gớm quá, gớm quá. Tôi có mình tôi. Có cha nội này ra, tôi thấy tôi còn đỡ hơn quá nhiều. Anh lần cái anh không ơn giá tôi con anh liền. Trời ơi, mẹ, mẹ đâu rau rậm thấy tôi. Trời ơi, biết không, từ sáng đến giờ tôi nhịn đói thấy bà luôn á. Tại tôi sợ tôi thấy tôi trong kiến tôi ói á. Kính thưa quý vị, Vân Sơn, Bảo Liêm, Việt Thảo trong ba người mẹ của ba miền Nam Trung Bắc. Từ đầu đến giờ, bốn anh em chúng tôi, trong đó có anh Bảo Quốc, cùng ra một lượt. Nhưng mà đã ba bà mẹ Nam Trung Bắc rồi thì anh Bảo Quốc còn chỗ đâu mà ra nữa. Thành ra anh có gửi lời nói là rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị dành cho anh trong đêm hôm nay, cũng như xin lỗi là không có mặt trong bà mẹ Việt Nam. Con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa. Con nằm ngủ cho ngoan, ngoài đông xa cha đang đi. Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non, đừng khóc nữa thôi con ơi. Trời ơi, trời ơi, ổng ra mà tôi tưởng con voi xuất hiện. Mẹ này đuôi rồi ta mặc về mà kêu ổng được à. Này mẹ gì đây? Mẹ Tây Nguyên. Trời ơi, dân tộc Việt Nam mình có nhiều dân tộc thiểu số lắm. Còn nữa à, thôi 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 thôi. Ủa này ma hay gì vậy? Cái gì quá ơi.
Trời ơi, chả làm cho chả đẹp lắm chứ, chơi thật vậy. Sao tự nhiên bốn mình xấu điều quá. Tay Nguyên này chắc lấy cái sừng tê giác để vô là bốn bà mẹ này đó, tôi nói thiệt với bốn anh đó ha, ru con á nó ngủ được tôi chết á, nó khóc á. Trời ơi, cần gì ru, nó gặp bốn bà mẹ này tự động nó ngủ luôn rồi. Khỏi ru nó cũng ngủ ha, đừng có lo. Nói gì nói, mẹ Tây Nguyên, mẹ miền Bắc, mẹ miền Trung hay mẹ Việt Nam, hình ảnh của các bà mẹ chính là quê hương. Vô. Trời ơi, mỗi lần mà tôi chào tụi bé không chào, chào giống quỷ luôn.